bản mã này, bu lông đường hàn nhé, bu lông đường hàn. Đấy, mình tạo mới một mô hình nhé. Đầu tiên là lưới này, theo phương x là 3000 này, kích thước vào lưới này, Ctrl P về mặt phẳng trước nhé. Đấy, kích thước vào lưới này thì là 2 × 3000 này, phương y là 0, 6000 này. Đấy là khoảng cách tương đối này, phương z là từ bé đến lớn này, âm 500 này, 0, 5,5 m. Trước khi mọi người dựng nhá, để mình giải thích cho mọi người cái tại sao nó đuôi nó không không nhá. Mọi người chú ý lại một xíu nhá, khoảng 1 phút này. Thì tại sao nó có đuôi không không ở đây nhá? Là do chúng ta thiết lập ở trong đơn vị có mục file nhá. Ta nhìn một chút nhá, file này, setting này, option nhá. Đấy, đơn vị đầu vào của chúng ta ấy, đang là để hai số sau dấu phẩy. Bây giờ chúng ta muốn không có số nào sau dấu phẩy cả. Tại vì đây là mm rồi nên không cần hai số sau dấu phẩy. Đấy, thì chúng ta vào lại nhé. File setting option này, chúng ta vào mục unit and decimal nhé. Đấy, bây giờ chúng ta để đây chứ, phần chiều dài này, đang để là mm này, chúng ta có thể đổi sang cm này, mét này, inch này. Đấy. Và số này sau dấu phẩy là hai số chúng ta để không nhỉ. Apply. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy không? Apply cái bên này nó gì? Bỏ hết luôn những cái số sau dấu phẩy rồi, đúng không? Hai số sau dấu phẩy. Đấy, chúng ta chú ý nhé. File setting option unit and decimal nhá. Chúng ta thiết lập vậy rồi định nghĩa luôn hệ lửa nhá. 0 này, 2 x 3 m này. 0 2 x 3 m nhá. Ok cái này đi. Cho xong rồi nhá. Cái này 0 này, 6000 này. Đấy, âm 500 này. 0 này, 5500 này, enter nhá. Đấy. Cái thứ nhất này xong này. Cái thứ hai là tên. Tên ở đây bị ngược. 1 cách 2 cách 3 này. A cách B cách C này, cao độ thì copy xuống này. Đấy, L này, elevation này, trừ 500, L cộng 0 này, L cộng 5500 này. Đấy, màu lưới chúng ta để màu cho nó sáng hơn một chút đi, để màu này nó nhìn nó hơi tối. Modify này. Đấy. Vậy được rồi. Nó chuột phải feedback. Đấy, chúng ta nhìn lại 0, 2, 3000, 0, 6000 này, âm 500, 0, 5,5 m này. Đấy, đặt tên cho chuột này. Chú ý nhé, chúng ta đặt tên thừa không sao, nhưng mà đặt tên thiếu cái thì nó sẽ bị trống ngay nhé. Đấy, sau đó sau khi tạo xong lưới này, chúng ta vào view nhé. New view. Along grid line đúng không? Đấy, ta grid on cái này được. Plane chúng ta xóa đi, tại vì có chữ L rồi, không cần. Đấy, chúng ta cũng là chụp này, cách này, copy paste xuống này, create này. Đấy, chúng ta được như cái này là ok nhá, nó hoàn thành xong cái phần thì phần đơn giản thôi, quan trọng là mình đã học về cái lệnh phía sau thôi nhá. Đấy, thì sau khi tạo xong nhá, bây giờ mình dựng cột này, dựng cột nhá. Cột của chúng ta ở cao trình này, các vị trí có này là 2A này, 1B, 3B đúng không? Đấy, 2A này. 2A thì chúng ta nhìn ở đâu? Ở trục 2 nhé. Đây. Thì cái này là cao lên là gì? 5,5 m mà trừ đi 300 là 5,2 m. 500 với gì? 5,2 m nhé. Chúng ta định nghĩa trước này. Steel nhé. Column này. Đúng không? Đấy, đây được rồi. Thì chúng ta chỉnh tiết diện trước này. H300 nhé. Đấy, kích vào dấu 3 chấm đúng không ạ? Như hôm trước là định nghĩa tiết diện trước. H sao này. Nếu mà rõ hơn nữa thì H-300 luôn cho dễ. Tại người ta biết tiết diện rồi. H-300 có đúng quy cách nhé. H300 nó không có đâu. Nhưng mà H-300 thì sẽ có nhé. Thiếu dấu trừ cái là cũng không được nhé. 300, 310, 15 này. Đấy, vật liệu là SF400 này. Màu sắc này. Đấy, đặt tên cột này là chữ M nhỏ này. Cột đây là âm 500 này, 5,2 m này. Đấy. Xong ta dựng luôn này, A2 này, B1 này, B3 này. Đấy. Chúng ta nhìn B1, B3 thì nó cao đến 5 mét mấy, cũng 5,2 m thôi đúng không? Rồi. Cũng là 300, 310, 15 nhé. Đấy, xong phần cột.
ta chỉnh nhé, chỉnh phần cột nhé. Thì chú ý cái cột nó xoay, xem cái góc xoay của cột ở trục B1, B3 nó xoay đi hai cái nhé, thì chúng ta chọn hạch. Thì có hai cách nhé. Thì bây giờ chúng ta nhìn vào này, nhìn vào cột nhé. Cách thứ nhất là chúng ta chỉnh góc xoay ở đây. Thì hôm trước chúng ta học rồi. Thì bây giờ chúng ta học một cách nữa nhé. Thì trên TechLine nó có công cụ nhanh gọi là hồi trước, ai dùng bản 21 trở về trước nó gọi là mini toolbar. Còn trên bản mới đây này, chúng ta khi kích chuột trái đối tượng nó, chúng ta thấy một cái hình lập phương bé bé ở đây đúng không? Đấy. Thì cái này gọi là contextual toolbar nhé, thay cho cái mini toolbar thì nó cũng gần giống thôi, cái này do phép mình chỉnh nhanh nhé. Ví dụ này, ở đây thì mình có thể chỉnh tên này, cái mục này tương đương ô lên này, ô này ô tiết diện này, ô này ô level nhé, bottom này, top này, chỉnh được màu sắc này. Đấy, ô mình chỉnh nhanh nhé. Poison này đấy nhé, thì chúng ta giải thích này, cái màu xanh là cây khi chúng ta xoay này, thì cái này chính là góc xoay nhé, từ mục rotation đấy. Đấy, chúng ta nhìn này, chúng ta xoay dê chuột trái nhé, kéo chuột trái để dê này. 270 thì thôi nhá. Đấy. Thế xoay không ạ? Đấy, còn cái vị trí xanh này xuống dưới này, lên trên này, đấy các ô chúng ta đặt bao giờ thấy nếu mà team ở đây thì từng chữ middle nhá, chúng ta Ctrl P này, nhìn nó dễ này. Đấy, sang lên trên cùng bên tay trái này, dưới cùng bên tay phải này. Ta chỉnh đấy là các vị trí nhé. Các vị trí thì tương ứng ở đây thì trong cái lệnh đây nó của chúng ta nó cũng sẽ đổi nhé. Ví dụ là khi chúng ta đổi nhé nhé. Thì đây cái này nó cũng đổi này, middle right này đúng không ạ? Chúng ta kích đúp kích chuột trái kích vào đây, đổi lại vị trí này, ở giữa này. Thì đây nó đổi thành gì? Middle nhé. Position này đúng không? Đấy, chúng ta đổi vị trí khác này. Đấy, thì nó tự động cập nhật nhé, down với cả left này, đấy, middle này, đấy, nhìn đây nó tương rất là dễ luôn. Ngoài ra chúng ta muốn sửa cái thuộc tính này cho cái bên cạnh nhé chả, chúng ta có công cụ là copy property nhé, chúng ta kích đúp chuột trái vào cái này, đấy, xong rồi gì, kích vào cái con cái cột bên cạnh, đấy, thì tự động nó xoay nhé, giống như lệnh MA của Get ấy, nhé, Mask Drop ấy. Đấy nhé, thì chúng ta đây có công cụ nhé, đấy gọi là gì? Contextual toolbar nhé, kích vào đối tượng một lần này, nhìn sang cái hình lập phương dây chuột trái vào này, chúng ta có thể chỉnh vị trí này, tạo các cái gì, copy thuộc tính sang khác này, còn một cái nữa là tạo các con view nhìn, ví dụ view nhìn mặt đứng này, view nhìn mặt bằng này, view các mặt luôn, mặt bên này, đấy nhá, đấy các view mặt nhá, đấy, chúng ta thử nhá, vừa tạo cột vừa kiểm tra thuộc tính mini toolbar nhé, à contextual toolbar nhé. Contextual toolbar nhé. Nếu mà ai không kiểm tra mà không bật được đó nhá, thì chúng ta vào file này, setting nhé. Contextual toolbar xem đã được tích chưa nhé. Công cụ chỉnh sửa nhanh thuộc tính đối tượng, contextual toolbar. Chúng ta kiểm tra lại một lần nữa. Dòng này, dòng thì bây giờ chúng ta vẽ trên mặt đứng nhá. Chúng ta xem dựng trên mặt nào trước nhá. Chúng ta dựng ở cái trục B trước nhá. Thì chúng ta đấy, bây giờ chúng ta vào view nhá. View list này. View nhá, view list này. Đấy, chúng ta bật trục B nhá. Trục B, chúng ta đẩy sang nhá. Chúng ta dựng ở still beam thôi. Thì trước khi ấy chúng ta định nghĩa trước, kích đúp vào beam này. Kích đúp cho trái vào beam nhá. Đấy, chúng ta định nghĩa này. HI4 450 nhá. Ok, mình mà bắt đầu nhá. Đây tiết diện dầm nhá, thì mình chỉnh nó 3 chấm này. Đấy như hôm trước rồi. Search chữ y trừ 450 nhá. Y trừ 450 cho nhanh, đúng không ạ? Filter luôn. Đấy, chúng ta vào dấu cộng này. Đấy, Y450 175 1120 này. Đấy, vật liệu này, có trực tiếp luôn LS400 nhá. M nhỏ này. Đấy, xong rồi từ đây vẽ qua hai điểm này. Chúng ta cứ vẽ từ tim cột đến tim cột bên này nhá. Đấy, cứ điểm endpoint đến điểm endpoint của cột ấy. Đấy. Chúng ta được cái dầm thứ nhất nhá. Cái dầm thứ hai thì chúng ta bật trục 2 nhá. Đấy, thì ở trục 2 nhá, chúng ta cứ vẽ này. Chúng ta cứ vẽ từ trục A đến trục B nhá. Rồi tí nữa rồi mình hướng dẫn mọi người cách chỉnh nhá. Mọi người cứ vẽ từ gì? Chúng ta chỉnh tiết diện trước thôi. 3y trừ 300 nhá.
lại vào đây chỉnh này, y trừ 300 này. Y trừ 300 150 83 này. Đấy đổi màu cho mình nhá. Đổi thành màu lam đi. Chúng ta cứ dựng từ trục A đến trục B nhá, rồi tiếp mình hướng dẫn mọi người cách sửa nhanh nhá, cái chiều dài của đối tượng. Đấy, ta vẽ hai cái này xong thì báo mình nhá. À, bây giờ mình sẽ giải thích cái lệnh hôm trước mọi người thấy cái đường đi ấy, chính là cái lệnh Direct Modification nhá, cái lệnh này này. Thì tắt của nó là phím D nhá, phím giờ đợi nhá. Đấy, cái này giúp mình là kéo nhanh đối tượng nhá. Thay cho dùng lệnh vu để kéo cái đầu đi thì chúng ta có các cách này. Cách thứ nhất này, chúng ta vào trục B nhìn cho dễ này. Trục 2 nhá. Đây, chúng ta có các kích thước đây đúng không ạ? Ta khi kích vào này nó có hai điểm xanh hai đầu nhá, chúng ta đang bật chế độ Direct Modification đấy. Thì khi chúng ta kích chuột trái vào cái gì? Cái vào kích chuột trái một lần nhá, và cái mép trên của đối tượng ấy, chính là cái dọc cái trục này, dùng cái trục mép trên ấy. Đường reference line ấy. Sau đó chúng ta kích vào mũi tên này. Ví dụ chúng ta có thể kéo thả nhá, dây chuột trái kéo đi này. Đấy, có mũi tên này ở đây thì chúng ta do để màn hình đen ý nên nó bị hơi trùng màu tí. Đấy, ta có thể kéo thả nhé, kéo thả cái đầu mũi tên ý. Dây chuột trái kéo nhé. Đấy, dây chuột trái kéo cái đầu mũi tên đi. Đấy, đúng không ạ? Đây, ví dụ dây chuột trái này, kích vào cái đối tượng này, hiện cái đường mũi tên này. Dây chuột trái này, kích vào cái điểm endpoint này. Đấy, nhé. Đó là cách kéo thả cho nó bằng mép đối tượng nhé. Còn giả sử muốn nó ra một đoạn XC nhé, chúng ta undo lại này. Ví dụ từ đây nhá, chúng ta lệch ra bao nhiêu? 1m2 đúng không? Từ tim trục A ấy. Ta kích vào mũi tên này, kích vào đối tượng nhé. Kích vào cái đường mũi tên nhé. Có 1200 thì nó sẽ dài ra 1m2 nhé. Đấy. Còn giả sử mà chúng ta mà gõ thêm dấu lula nhé, thì nó sẽ là chiều dài tuyệt đối nhé. Ví dụ này, chúng ta kích vào mũi tên này, xong kích vào đường kích thước này, gõ lula này 5000 chẳng hạn, thì chiều dài tuyệt đối của nó sẽ là 5000. Cái này gõ kích thước, còn bây giờ chúng ta gõ trực tiếp vào đây này. Nhấn kích vào mũi tên nhá. Gõ đô la này. Gõ 5000 trước nhá, xong rồi gõ đô la. Thì chiều dài tuyệt đối của nó sẽ là 5000. Đấy, chúng ta nhìn cái con số đây, 5000 này. Đấy. Kích vào mũi tên xong rồi gõ số nhá. Xong gõ dấu đô la trước cái số đấy được. Đấy, còn cách thứ hai là chúng ta kéo thả này. Có kích thước vào đầu mũi tên 1200, nếu mà có kích thước thì nó sẽ dài ra, có âm thì nó thu nhỏ lại nhá, còn gọn dấu dương thì nó gì dài ra. Ngoài ra chúng ta có thể sửa trực tiếp cái số này cũng được nhá, ví dụ 7000. Đấy, thì nó sẽ theo cái đầu mũi tên mà chúng ta chỉ bên này này, chúng ta kích vào số nhá, chúng ta thấy ba cái mũi tên này không ạ? Cái này là tính từ bên phải sang này, cái này tính từ bên trái nhá, chúng ta kích vào bên trái này thì nó sẽ co gắn theo cái bên trái, ví dụ trừ đi mét hai chẳng là 6088. Đấy, nếu mà căn từ giữa ngắn lại này, từ giữa ấy, tính từ tim của hai cái đường đầu cuối chia đôi ra, chúng ta cần nhập 1000 nhỉ. Chiều dài nó tính từ giữa ra, cái điểm giữa này sang mỗi bên 500 là 1000 nhá. Đấy, thì chúng ta có thể công cụ này kéo cái đầu mũi tên này. Đấy, chúng ta không nên kéo cái điểm nhá, kéo cái điểm thì nó gì? Nó sẽ thay đổi cái chiều dài đâu mà kích vào mũi tên này. Đấy, xong kích chuột trái vào cái điểm này. Kích vào đầu mũi tên này, kích chuột trái một lần vào đầu mũi tên này, dây chuột trái này, thả vào cái điểm mà chúng ta cần đến này. Đoạn này thì gõ ra mét 2 này, kích vào đầu mũi tên này, 1200. Đấy, chúng ta thỉnh chữ cái lệnh Direct Modification này nhé. Direct Modification. Đấy, này rất là hay để giúp chúng ta sửa nhanh đối tượng nhé. Đấy, chúng ta thực hành này, kích vào đầu mũi tên, kích vào đối tượng nhé. Kích vào dọc trục của nó, xong hiện cái số này, chúng ta có thể kích vào mũi tên sửa này. Kích vào số sửa này, có 2 đến 3 cách làm cơ nha. À, bây giờ là sau khi vẽ xong cột phần đấy rồi này. Bây giờ chúng ta cách vẽ bản mã hình chữ nhật nhá. Bản mã hình chữ nhật nhá thì chúng ta có hai cách vẽ. Cách thứ nhất vẽ bằng plate thì cách đấy là không nên dùng. Cách thứ hai là chúng ta vẽ bằng